học FPT là nơi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghệ thông tin, kinh tế và các nhóm ngành có liên quan cho tập đoàn FPT cũng như cho các tập đoàn công nghệ thông tin, các doanh nghiệp tại Việt Nam và trên toàn cầu. Tiên phong tích hợp công nghệ giáo dục uy tín vào chương trình giảng dạy, dịch vụ đào tạo công nghệ thông tin của tổ chức giáo dục FPT, FPT Education đã vinh dự nhận được giải thưởng Sao Khuê năm 2021. Ngay từ những ngày đầu thành lập, với tôn chỉ về một trường đại học đào tạo cốt lõi về công nghệ thông tin, trường đại học FPT luôn lấy công nghệ thông tin làm nền tảng để quản lý, cùng với đó là những chương trình đào tạo đa dạng, bao gồm chương trình đào tạo đại học trong nước và quốc tế, chương trình đào tạo cao đẳng thực hành, chương trình đào tạo lập trình viên APTECH. Tất cả chương trình học tại Đại học FPT đều được xây dựng bám sát theo chuẩn quốc tế. Sinh viên được đào tạo dựa trên kiến thức xã hội, tri thức chuyên sâu về ngành, kỹ năng làm việc thực tế, khả năng ngoại ngữ và các hoạt động phát triển cá nhân hướng tới phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, khác biệt của trường Đại học FPT so với các trường đại học khác là đào tạo kỹ sư công nghiệp, nghĩa là đào tạo theo hình thức liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp công nghệ thông tin, gắn đào tạo với thực tiễn, với nghiên cứu, triển khai và các công nghệ hiện đại nhất. Mặt khác, trường Đại học FPT cũng là một trong những trường đại học đầu tiên tích hợp công nghệ giáo dục tiên tiến vào dạy và học như học thuyết kiến tạo, đào tạo qua dự án và phương pháp giảng dạy hỗn hợp đối với chương trình đào tạo cao đẳng thực hành. Cùng với đó là phương pháp đào tạo mới New Blended Learning kết hợp phương pháp đào tạo có giảng viên IELTS và học trên máy tính CBT với cổng đào tạo trực tuyến Online Varsity đối với chương trình đào tạo lập trình viên APTECH. Với gần 6.000 sinh viên bậc đại học trên tổng số hơn 10.000 sinh viên các hệ đào tạo, đến nay, trường Đại học FPT đã trở thành đơn vị đào tạo công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, Đại học FPT cũng đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá như Giải thưởng Sao Khuê năm 2020, Giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ Thông tin Việt Nam 2020, Giải thưởng Thương hiệu Xuất sắc Thế giới năm 2018.